Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số sửa đổi và mở rộng điều kiện cho vai chương trình tiến dụng hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất với cả lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và xuất khẩu lao động đều được bỏ điều kiện không có đợi xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng. Đối với trường hợp vay vốn để trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh ngoài điều kiện phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, mở rộng thêm các trường hợp người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chương trình áp dụng mức lãi suất 0% và thời hạn cho vay dưới 12 tháng từ lúc vay. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên giải ngân hơn 11 tỷ đồng cho 24 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho trên 3.000 lượt lao động. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền để kịp thời giải ngân hỗ trợ người lao động.